ra để giúp mình ha. Thì các bạn search trên YouTube á, thì cái thanh tìm kiếm các bạn tìm Help VKT Vlog và các bạn tìm và bấm đăng ký giúp mình nha. Đăng ký giúp mình ủng hộ cho mình lên 1.000 lượt đăng ký nha các bạn. Đăng ký xong các bạn bấm vào cái quả chuông mới được tính nha. Đó, rồi, cảm ơn các bạn. Rồi, đây, đăng ký ủng hộ Help VKT. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Nhớ nha, nhớ nha, đăng ký giùm Help nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục thưởng thức cái video thôi. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Hello, hello everybody. Welcome to Harvard Cafe. Thì hôm nay mình giới thiệu cho các bạn con kiếm ma ha. Bản này cũng lâu rồi nhưng mà nó thuộc dạng cày cuốc nhưng mà chơi cũng được. Ok. Rồi bây giờ chúng ta đăng ký ha. Đây là nãy có đăng ký thử rồi ha. Thảo điện thoại. Cái này nhập đã tồn tại, ok, tạo cái khác. Tạo 3-4 cái nick trong này nè. Đó, đăng ký thành công, bạn có thể đăng nhập vào game. Server. Rồi ha, tương đối là thấy mượt ha, chưa bị sập. Rồi vẫn y nhân vật cũ ha, thích chơi này thôi. Ok, biết trong đó còn cái nhân vật của mình trống không nữa. Nhiều quá rồi ha. Ok, ở nhà. Server này lúc trước là nghe nói là bị hư, bị này bị kia gì đó. Nhưng mà chung là lúc trước có vào rồi mà vào không được ha. Mà server này phi cũng ít lắm nha các bạn. Thì chủ yếu là cày cuốc thôi. Thế hôm nay chúng ta cứ chơi game phi thâu Gunny đồ này nọ. À, nhắc luôn là con này có link Google ha, Google Drive, tại vì không ra nhiều bạn nói là mình up cái link kia là tải không được. Thì mình cũng nói luôn là mình tải về rất là đơn giản, chỉ có 1-2 phút thôi. Mình xài mạng Viettel đó, mạng Viettel hổng gài đang bị sự cố cáp quang biển á, nhưng mà mình tải về cũng có 1-2 phút à, tại vì mình xài cái UC. Mình đã nói các bạn rồi, tải cái UC về trong hướng dẫn mình có ghi đó, tải rất là lẹ. Bạn nào chạm tải chậm nhất cũng có 5-10 phút à, một cái file 500 MB chỉ có 5-10 phút à. Mà nhiều bạn nói là tải không được, tải lâu này nọ, mình cũng không biết luôn. Ôi, nãy gặp chút cắt, chút chặt đâu chút ha. Rồi, bây giờ tiếp tục là cài game nè. Con game này là đúng chất là cài cuốc luôn ha, cuốc lợi nè. Nó từ từ lên cấp nó mới mở thêm này nọ nè. Đó, đây là con ngọc cho các bạn nè. Online ngày là sẽ nhận được ngọc này nọ ha. Rồi gói VIP nè, nhận chúng ta bỏ tiền ra giúp chúng ta mua VIP và bây giờ chúng ta nhận lại VIP ha. Hiện tại VIP 7 mỗi ngày nhận được đây, bao nhiêu đây. Accept mệnh, vận vận mệnh, online là nhận quà nữa ha. Nhiều bạn yêu cầu là up con này thôi chứ mình thấy nó free cũng ít. Anh em nào muốn chơi thì chơi ha.
Mát móc của nó là được 3 triệu. Đập đầu mở server gì lâm hết. Nếu mình rảnh mình sẽ cập nhật lại cái mấy con game đó là link thêm link Google cho các bạn ha. Là mình nói rồi, link Google có nhiều bạn cứ đồ mình up link Google nó có giới hạn cái lần tải. Nếu mà tải quá cái số lần đó là nó tự khắc là đóng lại. Các bạn kêu mình phay, mình fit này nọ nhưng mà các bạn tính đi, một con game bỏ ra đâu có bao nhiêu đâu. Up lên từ YouTube các bạn nói hô một cái video không biết là bao nhiêu phút mà tới 17 cái quảng cáo. Ôi trời ơi, 17 cái quảng cáo lâu lâu mới được một cái video ra được 17 cái quảng cáo đó các bạn. Mà 17 cái quảng cáo đó với cái số lượng hiện tại của mình một video được nếu mà video nào hay lắm á thì cũng được 2.000, 3.000. Cái nào trung bình thì từ 500 tới 1.000 ha. Cái gì vậy? Nạp hả? Thôi bỏ đi, dụ dỗ hoài. Đó. Bây giờ nhiều kênh nhỏ thì nó còn cho các bạn là mở cái tải link Google ha, tải free này nọ ha. Chứ giờ như những ông lớn này nọ coi, một số kênh 5.000, 3.000 này nọ coi. Ôi mà nói chung tùy, để mình có thời gian mình up lại cái link Google Drive cho các bạn hết. Làm thì không có bao nhiêu. Đấy, các bạn nhớ đăng ký kênh Help VKT Vlog để ủng hộ mình nha. Các bạn cứ lên YouTube, các bạn gõ trên thanh tìm kiếm là Help VKT Vlog là nó ra. Cũng dễ tìm đó các bạn ơi. Có chút xíu là đã tìm được rồi. Vô bấm đăng ký và nhớ bấm vào quả chuông kế bên để giúp mình ha. Đăng ký giúp mình với. Quả mai mà cái kênh đó làm vlog mà ngon ngon thì bên làm game này còn free luôn cái link cho các bạn vào tải. Mà các bạn chịu khó xem video giúp mình là được rồi. Ê, dù sao cũng cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ mình trong thời gian qua ha. Thì nếu mà cái link khó khăn quá thì mình sẽ up lại cái link khác cho các bạn. Nhớ ủng hộ Help VKT là được rồi. Can we switch up all the rules and imagine a utopia? Các bạn cứ chơi game mà nhiều ông nội cứ vô mà auto y như mình vậy. Lại là y như mình vậy nhau. Thì cứ vậy game nó sập miết. Đó, các bạn thấy cái con game con gì quên rồi ta. Con gì hổng gài đang chơi quên mẹ nữa rồi. Con gì ta. Tự nhiên đang nói quên ngang xương vậy. À, thần khúc. Đúng rồi, nhớ rồi. Thần khúc. Đó, cái con đó thì hổm gài đang có người Việt hóa này nọ rồi. Phi thâu, phi gầm ơi. Úp 1-2 ngày là linh thâu nó bị đai. Mà mình các bạn kêu là giữ cái linh thâu đó lại. Mà giữ sao được, giữ.
giữ người này người kia cũng bung mà, với lại một ngày mà mình rip mấy trăm cái tin nhắn thì mình rip nổi. Có hôm mà một ngày mình rip cả ngàn cái tin nhắn đó các bạn. Rip thì nhiều ông cũng còn tử tế, ông xong rồi còn cảm ơn này nọ. Có nhiều ông có xong rồi ông cảm ơn đâu, ông còn chữ thêm nữa chứ. Chơi không được mai chịu cái hôm qua ông chữ, trong bữa đó ông không có pay IP ha. Pay IP thì nó các bạn tải về nó, các bạn cập nhật thì nó lẹ hơn ha. Chứ không pay thì nó chậm lắm. Mình cũng chả biết sao nó bị vậy nữa. Nè, thường thường là mấy chú cứ phái vô đây tâm bảo, tâm bảo, tâm bét gì nè. Đó, tâm đi rồi sập con game. Mã này cũng đâu có được bao nhiêu đâu các bạn. Tâm bảo trong này là cũng hơi chua ha. Không có bao nhiêu độ hết rồi. Bạn càng lên level thì nó càng mở ra nhiều chức năng cho các bạn nha. Does perfect even mean? Is there even such a thing? Oh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down. Rồi, các bạn nào có chơi cái gì vậy? À, đây nhận nè. Vậy chưa đọc gì tùm lum hết, nhận hết đi. Còn hư nữa nè. Ui trời ơi, đâu mà lắm vậy. Ý ý ý, có cây nè. Ủa hình như túi đầy rồi. Túi đầy thì các bạn ơi. U có quà, có quà. Ý ý. Túi đầy đầy má ơi. Có vũ khí, có này kia kia nọ, có ngoại trang ngoài đó mà không có mở được nãy giờ. Rồi ok rồi ha. Đó đó đó, mặc vô rồi. Tao có đồ rồi, ok, nhận thưởng luôn. Đâu, phải nhận hết. Đó, đẹp trai rồi đó, thấy chưa? Đó. Tận hơi tán không tiền đó. Con này gì vậy? Chưa đủ độ may mắn phải không? Mở thêm. Mở thêm. Thì coi chỉ có một chút cái tâm sự nho nhỏ cho các bạn vậy thôi ha. Thì con game này lúc trước mình cũng mở mà có làm nhưng mà nó lắc quá mình không có làm ha. Hiện nay thì nó bình thường trở lại rồi. Nên up lại cho các bạn, bạn nào có chơi thì chơi ha. Ôi nạp gì nạp không biết. Trời ơi, 4 câu tao trả lời đó, vậy cũng cũng đúng mà, không đúng này cũng đúng kia, đó. Các bạn nhớ ủng hộ kênh của mình nữa nha. Đừng có bỏ heo nha. Ok, mình thì tiếp nhận các tin nhắn phản hồi của các bạn ha. Thì rảnh mình sẽ đọc. Bởi vì mình thấy cái link hiện tại thì anh em cũng xài ok mà nhiều bạn vẫn cứ tải bình thường mà tại sao lại không ấy được, nên nên mình vẫn để mình tải có 1-2 phút mà các bạn tải sao lâu gì mình cũng không biết nữa. Tính ra là mình tải có 1-2 phút thiệt luôn á. Quá trời đồ luôn nè.
đưa tới chỗ cường hóa nữa hả ta? 43 là có hút cưỡi ha. Ráng lên, ráng lên. Ba rồi, mở hút cưỡi rồi, dùng mở ha. Một cái con kia nghỉ đi. Nè con này nè. Con bỏ cạp ha, đó, nhìn tướng ngọt iPhone không? Đó. Năm mươi là tiền thưởng ha, nhiệm vụ tiền thưởng ha. Đó. Thì game này chơi từ từ đủ level thì nó có hết ha. Còn ở trên đó thì nó có fanpage của Ed luôn đó. Các bạn cứ liên hệ trực tiếp với Ed ha. Mình thì bó tay. Rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn ha. Còn video thì nó cho bao nhiêu cái quảng cáo thì mình để cho bao nhiêu cái quảng cáo thôi. Tại vì cái này làm game mà các bạn. Quảng cáo thì về game là đa số là nhiều. Với lại mình cũng đang cần tiền để trang trải mỗi tháng ha. Đó, thì anh em nào hiểu thông cảm cho mình thì mình cảm ơn nhiều nha. Chứ mỗi tháng nào cũng phải tốn tiền điện, tiền này tiền kia. Với lại anh em mình ở nhà mình làm game cho các bạn mà. Mình có đi làm đâu. Đó, đánh hết trận này để chúng ta nghỉ ha. Đó. Bản này thấy phi như vậy là thấy cũng ổn ha, cài cuốc được. Chứ nhiều quá các bạn auto tâm bảo này nó lắc sập game nữa. Rồi, ba chào tạm biệt các bạn. Nhớ like và share ủng hộ cho Help VKT nha. Còn bạn nào mà chưa có đăng ký kênh Help VKT Vlog thì có thể qua đó đăng ký ủng hộ mình nha. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.